Vitin giúp tăng chiều cao tối đa cho tuổi dậy thì với bóng A canxi nano, vitamin D3 và MK7. Xin chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Sống Vui của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chương trình chúng tôi trở lại với một chủ đề mà cũng đã nhiều lần chúng tôi đề cập với quý vị khán giả. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ của quý vị, nhất là các bậc phụ huynh đang nuôi con và đang ước ao con có một chiều cao lý tưởng. Có lẽ đây là mong mỏi của tất cả các bậc phụ huynh, nhất là trong cái thời điểm bây giờ, khi mà chúng ta thấy là chiều cao của người Việt cũng đã được tăng cường lên một cái mức độ rất là tích cực và có rất nhiều những dấu hiệu tốt đẹp, đúng không ạ? Thì ai cũng mong là những đứa con của mình phát triển một cách tốt nhất. Vậy thì làm thế nào để con chúng ta có thể có được cái chiều cao lý tưởng, nhất là trong những cái giai đoạn vàng trong quá trình phát triển này? Mời quý vị cùng theo dõi trong chương trình hôm nay, và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia Lê Thị Hải. Vâng, xin chào Thảo Vân. Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Sống Vui. Lan, úi, làm gì mà chăm chú thế? Rảnh không đi xúc bình với chị nhá. Em đang phải xem mấy cái thực đơn cho thằng Cuken nhà em chị ạ. Ôi trời ơi, hôm nay làm bà mẹ đảo đấy. Này, nhưng mà chị ngó tí xem chị có học mót được cái gì mà chị làm cho cái trang này chị. Chị nói thế em ngại chết. Chị đảm nhất cái chung cư này còn ai mà không biết điều đấy nữa. Cô cứ làm tôi sướng ấy. Chị biết rồi đấy, thằng Ken nhà em bây giờ nó tuổi dậy thì mà thấp nhất lớp luôn. Em là phải nghiên cứu xem là có cái món nào mà có nhiều chất dinh dưỡng để bổ sung và tăng chiều cao cho con chị ạ. Chứ cứ như bây giờ ấy, em lo quá. Thế em đã bổ sung canxi cho con chưa? Em bổ sung rồi, nhưng mà không thể ăn thua. Thế em bổ sung canxi, em có kết hợp với vitamin D3 và MK7 không? Ồ. Chị ơi, thế lại phải bổ sung cả vitamin D3 với MK7 ạ? Em tưởng là chỉ bổ sung canxi thôi, thế hai chất đấy nó có tác dụng gì hả chị? Nếu như em bổ sung canxi kết hợp với vitamin D3 và MK7 nhá, thì sẽ tăng hiệu quả hấp thụ canxi lên. Còn nếu như em chỉ dùng độc có canxi không, thì cái hiệu quả hấp thụ canxi chỉ khoảng 10% thôi. Như thế thì việc bổ sung canxi không hề có hiệu quả gì hết. Lần trước chị đưa cái Trang đi khám, nghe bác sĩ tư vấn như thế chị mới biết được chứ. Vậy hả? Thưa chuyên gia, câu hỏi đầu tiên có lẽ cũng là một câu hỏi khá quen thuộc với khán giả, nhưng mọi người vẫn cứ muốn được biết, được tìm hiểu sâu hơn ạ. Đó là quá trình phát triển chiều cao của trẻ thì diễn ra như thế nào, và đâu là giai đoạn vàng trong cái quá trình phát triển này của trẻ ạ? Phải nói rằng là cái vấn đề phát triển chiều cao của trẻ thì hiện nay được rất là nhiều các cái bậc phụ huynh quan tâm đến nhiều lên. Vậy thì cái chiều dài của trẻ, cái chiều cao của trẻ, phát triển của cái xương thì nó diễn ra như thế nào? Thì chúng ta được biết là khi mà bắt đầu trẻ cao lớn lên ấy, thì chúng ta thấy là các cái xương dài, đặc biệt là ví dụ như là xương cẳng chân, cẳng tay rồi các thứ là nó dài ra, thì cái sự phát triển của xương là nó phát triển theo chiều dài. Nhưng mà không phải là toàn bộ cái chiều dài của xương là nó phát triển đồng đều nhau, mà chủ yếu thì chúng ta được biết là cái sự dài ra của xương nó ở các cái đầu khớp, tức là cái chỗ sụn, người ta gọi là sụn tiếp hợp đấy. Thì khi mà cái sụn tiếp hợp nó dài ra xong nó cốt hóa thành xương, thì lúc giờ là bắt đầu đầu xương nó dài ra, và cái sụn tiếp hợp thì chúng ta được biết là nó nhiều. Để phát triển chiều cao thì nó gồm có bao gồm khớp gối này, khớp vai này, khớp háng này, khớp khuỷu tay này. Thế thì khi mà chúng ta chụp trên phim X quang ấy, thì thông thường về sanh từ chuyên môn thì chúng tôi hay gọi là các cái điểm cốt hóa. Thế thì khi mà đứa trẻ nó còn đang ở cái giai đoạn phát triển thì cái điểm cốt hóa của nó rất là nhiều đấy. Thì chính có những cái điểm cốt hóa đấy thì nó sẽ dần dần là nó sẽ chuyển hóa, cốt hóa thành xương, thì xương của trẻ dài ra đấy. Và cái phát triển bề ngang về sau này nữa thì cái bề ngang của xương nó dài, nhưng mà chủ yếu là cái chiều dài phát triển của xương là ở các cái đầu sụn. Thế và khi mà đến qua cái giai đoạn dậy thì rồi thì gần như là các cái điểm cốt hóa nó mất dần đi. Khi mà người ta xuất hiện trên phim chụp X quang ấy, thì người ta có thể đếm cái điểm cốt hóa, người ta có thể đoán được tuổi của đứa trẻ. Thế thì khi mà đến qua tuổi dậy thì rồi thì khi mà chụp phim X quang thì chúng ta không còn thấy các cái điểm cốt hóa đấy nữa, tức là không còn có cái phần sụn ở chỗ đầu xương nữa, thì chúng tôi gọi là xương đã đóng xương hoàn toàn, và lúc đầu thì cái chiều cao có thể không cao được nữa đấy. Nhất là sau qua tuổi dậy thì vài năm thì nó không cao lên nữa, thì đấy là sự phát triển của xương nó là như vậy. Thế chính vì vậy cho nên là các cái giai đoạn quan trọng nhất để giúp cho trẻ phát triển chiều cao thì chúng ta trừ cái giai đoạn em bé nằm trong bụng mẹ ra, thì từ khi bé chào đời cho đến lúc tuổi trưởng thành thì có hai cái giai đoạn vàng quan trọng nhất, đó là cái giai đoạn em bé từ lúc sinh ra cho đến 3 tuổi, và giai đoạn thứ hai là giai đoạn dậy thì và tiền dậy thì, tức là khoảng từ 10 cho đến khoảng 18 tuổi. Và bé gái thì sớm hơn bé trai một chút, cho nên chúng ta thấy là bé trai bao giờ cái chiều cao của nó cũng cao hơn đối với cả bé gái. Cho nên là khi các bậc phụ huynh muốn con phát triển chiều cao thì chúng ta tất nhiên là chúng ta phải tác động
suốt cả cái quá trình phát triển của trẻ rồi, nhưng đây là hai cái giai đoạn vô cùng quan trọng để chúng ta có thể bổ sung thêm dưỡng chất cũng như là có một cái chế độ dinh dưỡng phù hợp, luyện tập thể dục thể thao để giúp cho con của các bạn có thể có chiều cao mà đạt được cái chiều cao mong muốn. Vâng, thưa chuyên gia, những yếu tố nào tác động tới cái quá trình phát triển chiều cao của trẻ? Chúng ta được biết là có rất nhiều các cái yếu tố tác động đến cái phát triển chiều cao của trẻ. Đầu tiên thì chúng ta cũng không thể phủ nhận được yếu tố di truyền đấy, bởi vì là yếu tố di truyền là yếu tố đương nhiên là rất là quan trọng rồi. Thông thường thì nếu như là các cháu nào cao thì bảo ôi bố mẹ cháu cao thì cháu cao, hay là thấp thì bố mẹ thấp. Thế thì chính vì cái quan điểm đấy cho nên là nhiều người cứ nghĩ rằng là bố mẹ thấp thì thôi thì con thấp, mà bố mẹ cao thì con mới cao. Thì cái điều đó có đúng không thì không đúng hoàn toàn, bởi vì theo các nghiên cứu thì người ta thấy rằng là cái yếu tố di truyền cũng rất là quan trọng. Nhưng mà đối với những cái nước đã phát triển rồi thì nó rất là quan trọng đấy. Nó chiếm từ 60 đến 80% cái phát triển chiều cao của trẻ. Thế nhưng mà đối với những cái nước mà đang phát triển như đất nước chúng ta ấy, thì cái điều kiện sống, rồi cái điều kiện sinh hoạt, rồi thể dục thể thao, chế độ dinh dưỡng ấy, nó chưa được cân bằng, cân đối, thì cái yếu tố di truyền lại chỉ có 23% thôi. Thế còn cái yếu tố thứ hai là gì? Yếu tố thứ hai là yếu tố dinh dưỡng, là một trong những yếu tố rất là quan trọng, đóng góp tới 30 đến 32%. Ngoài ra thì cái vấn đề giấc ngủ cũng phải đóng góp đến 20%. Thế còn cái vấn đề vận động thể dục thể thao cũng như là cái môi trường sống cũng đóng góp đến hơn 20% nữa. Thế như vậy thì rõ ràng là bốn cái yếu tố tác động đến chiều cao đó thì chúng ta phải biết rằng là cái yếu tố di truyền thì chúng ta khó có thể tác động được vào rồi. Đấy, tại vì di truyền thì không ai ai có thể lựa chọn được, bố mẹ cũng không nhờ, cho nên là chắc chắn là bố mẹ, ông bà mình như thế nào thì mình phải chấp nhận như thế thôi, chúng ta không thể cải thiện được. Nhưng còn những yếu tố còn lại thì chúng ta lại hoàn toàn có thể cải thiện được. Tôi lấy ví dụ như là cái mà chúng ta cải thiện một cái dễ nhất ấy, đó chính là về chế độ dinh dưỡng. Đấy, một cái chế độ dinh dưỡng cân bằng cung cấp đầy đủ các cái dưỡng chất quan trọng giúp cho trẻ. Và cái này nó đóng góp đến 30 đến 33%. Và cũng đã có rất nhiều những cái công trình nghiên cứu khoa học người ta đã chứng minh được cái vai trò của dinh dưỡng đối với phát triển chiều cao của trẻ. Điển hình như là chúng ta cần phải nói ngay là chúng ta không cần phải so sánh ở đâu xa so với các nước đã phát triển làm gì, chúng ta chỉ cần so sánh ngay trong Việt Nam của chúng ta. Tôi lấy ví dụ như là cùng một, chúng ta có nguồn gốc từ quê ra cả. Thế trong gia đình của chúng ta thì có những người là thoát ly ra thành phố, có những người thì sống ở nông thôn. Thế nhưng mà khi mà những người mà thoát ly ra thành phố sống ở cái môi trường nó điều kiện kinh tế, rồi điều kiện về dinh dưỡng cứ tốt hơn, thì khi về quê thì các cháu bé mà sống ở thành phố so với các anh em họ của cháu sống ở quê thì rõ ràng là chúng ta thấy cao vượt lên hẳn khoảng 10 cm rồi. Đấy, thì đấy là cái yếu tố dinh dưỡng tôi thấy vô cùng quan trọng. Thế còn nếu như so sánh với các cái nước đã phát triển rồi thì chúng ta lại càng thấy cái sự phát biệt rất là rõ. Chính vì vậy cho nên tôi nghĩ một cái chế độ dinh dưỡng cân bằng đóng một vai trò rất là quan trọng mà chúng ta hoàn toàn có thể tác động được vào. Cái yếu tố nữa chúng ta cũng có thể tác động vào được, đó chính là cái vấn đề về giấc ngủ. Đấy, cái điều kiện sinh hoạt, nếu như chúng ta cho trẻ ngủ đủ giấc, ngủ đúng giờ, ngủ sớm thì cũng có tác dụng rất tốt để phát triển chiều cao. Hay là một cái yếu tố nữa chúng ta tác động vào tôi nghĩ rất là quan trọng, đó chính là vấn đề vận động thể dục thể thao. Đấy, ví dụ như từ bé chúng ta đã tạo cho con một cái thói quen vận động từ nhỏ này. Đấy, ngủ nghỉ đúng giờ, vận động thể dục thể thao, rồi khi lớn lên những cái môn thể thao mà nó có tác dụng kéo giãn cơ, ví dụ như là bóng rổ, bóng chuyền, rồi là chạy, rồi bơi lội, đạp xe, từ vân vân ấy, mà tập thể dục thường xuyên thì cũng có tác dụng rất tốt để phát triển chiều cao của trẻ. Đấy, thế như vậy thì trong tất cả những cái yếu tố chúng ta có thể tác động được, đó là hai cái vấn đề rất là quan trọng, đó là chế độ dinh dưỡng. Và trong chế độ dinh dưỡng thì ngoài chế độ về chế độ ăn, chúng ta bổ sung các cái thực phẩm hàng ngày, thì cái việc mà chúng ta tìm thêm bổ sung những cái thực phẩm chức năng mà có chứa những cái dưỡng chất đã được khoa học chứng minh có tác dụng phát triển chiều cao rất tốt thì đóng một vai trò quan trọng. Và bên cạnh đó thì chúng ta cần phải cho trẻ có một cái chế độ ăn uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý, tăng cường vận động thể dục thể thao cũng như được sống trong một môi trường trong lành, thì tôi nghĩ đấy là những yếu tố vô cùng quan trọng để giúp cho các cháu có thể cải thiện chiều cao một cách tốt nhất. Vâng, thưa chuyên gia, cảm ơn chuyên gia đã cho chúng tôi hiểu hơn về những yếu tố mà tác động đến quá trình phát triển chiều cao của trẻ. Thường thì chúng ta vẫn được biết là để mà cho trẻ có thể phát triển chiều cao tốt nhất thì chúng ta phải bổ sung canxi cho trẻ trong cái quá trình mà gọi là phát triển. Thế nhưng nếu như chỉ bổ sung riêng canxi mà cái canxi này theo chúng tôi hiểu là phải vào được đến tận trong xương. Thế nhưng mà nếu chỉ bổ sung riêng canxi thì chúng tôi được biết là chỉ khoảng 10% canxi được vận chuyển vào xương thôi, còn lại thì sẽ bị đào thải hoặc là sẽ gây tác dụng phụ. Vậy thì giải pháp nào cho việc chúng ta có thể vận chuyển hoàn toàn canxi vào xương ạ? Thế thì khi mà nói đến cái vấn đề mà chúng ta bổ sung
những cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mà đặc biệt cụ thể ở đây là chúng ta bổ sung những cái vitamin và khoáng chất như là canxi rồi rất nhiều các cái vi chất khác nữa để giúp cho trẻ phát triển chiều cao. Thế thì có một điều là chúng ta đều biết là hiện nay thì hầu hết các bà mẹ của chúng ta khi nói đến cái vấn đề bổ sung các cái dưỡng chất để giúp cho con phát triển chiều cao thì ai cũng nghĩ ngay đến canxi. Điều đó thì hoàn toàn là đúng đấy, bởi vì sao? Chúng ta được biết là canxi là một trong những vi chất dinh dưỡng mà nó có một cái khối lượng lớn nhất trong cơ thể của chúng ta. Và có một điều chúng ta biết là 99% canxi thì được tập trung ở xương và răng, chỉ có 1% là lưu hành ở trong máu thôi. Thế nhưng mà có 1% đấy nó cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng, bởi vì canxi nó tham gia vào rất nhiều các cái quá trình phản ứng chuyển hóa trong cơ thể đấy. Ví dụ như khi mà chúng ta có quá trình co cơ này, thần kinh cơ này, quá trình đông máu này đấy, thì cho nên là ví dụ như cho nên khi chúng ta bị thiếu canxi là chúng ta bị chuột rút luôn. Thế rồi là nó tham gia vào cái điều hành cái hệ thống thần kinh thực vật, tức là hệ thống thần kinh thực vật, tức là nó điều khiển hoạt động của cái tuyến nội tiết trong cơ thể, ví dụ như cái tuyến mồ hôi chẳng hạn. Cho nên đấy là lý do vì sao mà nếu như những cháu bé mà bị thiếu canxi thì bao giờ ngủ cũng không ngon giấc, trằn trọc, thế rồi mồ hôi ra đầm đìa, bởi vì nó gây cường thần kinh giao cảm, cho nên nó gây những cái tác dụng như vậy. Thế nhưng mà có một cái điều là canxi mà muốn hấp thu được vào trong cơ thể thì lại cần phải rất nhiều các cái yếu tố khác nữa đi kèm, tức là phải cần kèm theo các cái vi chất dinh dưỡng khác nữa. Ví dụ như là nếu như không có vitamin D3 thì chỉ có 10% canxi được hấp thu vào trong cơ thể thôi. Thế nhưng có vitamin D3 rồi thì cũng chỉ có 40% canxi được hấp thu vào trong cơ thể thôi. Thế nhưng mà khi hấp thu được vào trong cơ thể rồi thì canxi nó lại không tự chạy được đến những cái nơi cơ thể của chúng ta cần, mà thậm chí nó lại lắng đọng ở lại một số các cái bộ phận cơ quan, có thể gây nhiều cái tác dụng phụ. Ví dụ như chúng ta nếu như chúng ta bổ sung canxi mà không có vitamin D thì 90% còn lại làm sao ạ? Nó tồn tại ở trong ruột, có thể gây tình trạng táo bón, nó lắng đọng ở hệ thận tiết niệu, có thể gây nên tình trạng sỏi thận tiết niệu. Đấy là một cái mà chúng ta rất là sợ khi bổ sung canxi. Rồi một cái điều nữa quan trọng nữa là nó lại lắng đọng ở các cái mô mềm, có thể gây vôi hóa mô mềm, lắng đọng ở các cái thành mạch máu, gây tình trạng xơ vữa động mạch. Và cái này cực kỳ nguy hiểm đối với người cao tuổi, vì chúng ta đều biết là người cao tuổi thì cái bệnh xơ vữa động mạch là nguyên nhân là canxi nó lắng đọng, cholesterol lắng đọng, cho nên nó làm cho cái thành mạch máu nó cứng, nó xơ vữa lại, nó chít hẹp mạch lại và gây tình trạng đột quỵ, là những cái biến chứng hết sức nguy hiểm mà chúng ta thường hay gặp hàng ngày. Rất là nhiều người bị đột quỵ, có thể nhồi máu cơ tim, có thể bị nhồi máu não, hay là rất là nhiều những cái tai biến xảy ra, đúng không ạ? Thế chính vì vậy cho nên là cái vấn đề mà khi nói đến vấn đề chiều cao cũng vậy, thì nếu như mà chúng ta bổ sung canxi mà chúng ta bổ sung một mình canxi thì không, hầu như không có hiệu quả lắm. Thế nhưng mà bổ sung thêm vitamin D cũng rất quan trọng rồi, nhưng mà tôi cũng xin nhắc lại chỉ 40% là canxi được hấp thu vào trong máu thôi. Và khi vào trong máu rồi thì canxi muốn đến xương hay đến những nơi cơ thể của chúng ta cần thì lại cần có một cái protein vận chuyển canxi, đó là cái oscalcin. Nhưng cái protein này thì nó lại chỉ hoạt động khi có tác động của MK7. Thế như vậy thì phải nói là MK7 là một trong những cái vi chất dinh dưỡng hết sức quan trọng. Người ta ví nó như là một người dẫn đường đưa canxi đến nơi cơ thể của chúng ta cần, và đồng thời nó lại gom nhặt canxi ở những cái nơi cơ thể không cần thiết, ví dụ như mạch máu, ví dụ như vôi hóa mô mềm, hay các cái hệ thống tiết niệu nó để đào thải ra ngoài. Nó không gây tình trạng lắng đọng, gây những cái tình trạng tác dụng phụ do canxi gây nên. Thế cho phải nói là MK7 đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với vấn đề vận chuyển canxi, đưa canxi vào xương. Như vậy thì rõ ràng để phát triển chiều cao cho trẻ thì ngoài cái việc chúng ta bổ sung canxi ra thì nhất thiết các bà mẹ phải luôn nhớ là chúng ta phải bổ sung đồng thời với vitamin D3 và MK7. Và quan trọng ở đây nữa là canxi, chúng ta cũng lại phải lựa chọn cái loại canxi dễ hấp thu, ví dụ như phải là canxi nano thì cái khả năng hấp thu vào trong cơ thể nó gấp 200 lần so với canxi dạng bình thường. Cho nên là chính vì vậy cho nên chúng ta chỉ cần bổ sung một cái liều thấp nhỏ đủ thôi nhưng cũng đã cung cấp đủ lượng canxi trong cơ thể rồi. Như vậy thì phải nói là vô cùng quan trọng cái bộ ba vitamin D3, canxi và MK7 nó gắn kết với nhau và nó hỗ trợ với nhau. Và khi nào chúng ta bổ sung đầy đủ đồng thời những cái bộ ba dưỡng chất này thì mới có thể giúp cho xương của trẻ phát triển một cách tốt nhất. Chuyên gia vừa nhắc đến MK7 và có thể thấy là vai trò của MK7 rất là quan trọng trong chuyện giúp vận chuyển canxi đến những cái nơi cần thiết cơ thể, đúng không ạ? Chuyên gia có thể phân tích kỹ hơn về cái vai trò của dưỡng chất này. Vâng. Khi nói đến vitamin K thì chúng ta đầu tiên chúng biết là vitamin K là một loại vitamin mà tan trong chất béo. Thì vitamin K nó có rất là nhiều loại, K1, K2, K3. Thế K1 thì nó lại thuộc một cái lĩnh vực khác, tức là K1 là cái vitamin mà có tác dụng tham gia vào quá trình đông máu. Thế còn vitamin K2 là cái vitamin duy nhất có tác dụng đến hệ xương. Thế trong vitamin K2 thì đây là vitamin duy nhất có nguồn gốc từ thiên nhiên, tức là từ các thực phẩm đưa vào. Và nó thường có hai loại là
MK7 và MK4. Thì MK7 là cái loại vitamin K mà được áp dụng nhiều nhất để dùng trong sản xuất các cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bởi vì cái thời gian bán hủy của nó khá dài, tức là tới 72 giờ. Thế chính vì vậy cho nên là khi mà chúng ta sản xuất vào những cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì cái thời gian bán hủy của nó kéo dài như vậy, thì chúng ta chỉ cần uống một lần thôi, một ngày chỉ một lần thôi, thì thời gian bán hủy của nó tận những 72 giờ, cho nên nó sẽ phát huy tối ưu cái nồng độ cao nhất ở trong máu, phát triển rất là tốt. Thế và đây cũng là vitamin duy nhất có nguồn gốc từ thực phẩm. Và cái nguồn gốc vitamin K2 trong tự nhiên thì nó có nhiều trong các loại rau xanh, đậu đỗ, và đặc biệt nhiều nhất trong cái món gọi là món natto, món ăn truyền thống của người Nhật Bản, chính là đậu tương lên men ấy, thì là hàm lượng vitamin K2 nhiều nhất. Thế còn ngoài ra có trong một số loại rau như là rau cải, rau cần tây, hay là trong một cái loại súp lơ, hay là rau các thứ khác nữa cũng có, nhưng mà không nhiều lắm. Thế và chúng ta được biết là vitamin K2 ấy, thì tuy là có nguồn gốc từ thiên nhiên như vậy, nhưng mà trong cái thực phẩm nó cũng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể ăn được đầy đủ những cái món ăn đấy. Ví dụ thì tôi thấy như là cái món ăn đậu tương lên men, cái món ăn natto của Nhật Bản thì không phải là món ăn truyền thống của Việt Nam mình. Thế chính vì vậy cho nên là cái vấn đề mà chúng ta hy vọng là vitamin K2 mà chúng ta ăn từ thực phẩm thì khó mà có thể đáp ứng được. Thế chính vì vậy cho nên là khi mà chúng ta cần phải bổ sung thì trong đó thì vitamin K2 tôi nghĩ là một vitamin mà thường là thiếu trong chế độ ăn, và là một cái loại mà chúng ta cần thiết phải bổ sung từ những cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Như vậy thì có thể nói là cái vai trò vitamin 2 rất là quan trọng. Ngoài cái việc mà nó đưa canxi đến nơi cơ thể của chúng ta cần như thế rồi, thì vitamin 2 còn có tác dụng làm tăng tổng hợp collagen nữa. Thế thì trong thành phần cấu tạo của xương thì collagen cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng, nó làm cho xương chắc khỏe, dẻo dai hơn. Xin cảm ơn chuyên gia. Chị Mai! Chị Mai ơi! Ôi! Em vào đây, vào đây, vào đây, vào đây! Eo ơi! Chị vừa đưa con Trang đi học, đi qua sân bóng rổ, thấy thằng Ken nhà em đang chơi bóng rổ. Trời ơi, nó cao hơn các bạn rồi đấy. Là nhờ công của chị đấy ạ. Hôm trước ý, chị bảo với em là ngoài sử dụng canxi ra thì mình phải bổ sung cả vitamin D3 với cả MK7 đúng không? Thì cái lúc đấy ý, nói thật với chị là em cũng nửa tin nửa ngờ thôi. Thế cho nên là sau đấy thì em đưa cô Ken đi khám bác sĩ, thì bác sĩ khuyên y hệt như chị luôn. Mà bên cạnh đấy thì bác sĩ còn bảo em là sử dụng cái sản phẩm Vitin có chứa đầy đủ ba dưỡng chất là vitamin D3 này, MK7 và canxi nano. Cho nên là em cho cháu nó uống thử mấy tháng thì thấy nó cao vọt hẳn lên nhá. Mà dạo này ấy, cu cậu ấy lại còn thích chơi thể thao, lại còn bơi lội này, bóng chuyền, bóng rổ, nên là càng cao hơn chị ạ. Thấy chưa? Có bao giờ chị tư vấn cho em sai đâu. Mà chị bảo này, cái giai đoạn dậy thì ấy là giai đoạn vàng cho sự phát triển chiều cao. Thế nên là trẻ cần cái lượng canxi nhiều hơn bình thường, nên cái việc cung cấp canxi ở bên ngoài ấy là rất cần thiết. Mà theo chị tốt hơn hết ấy, em cứ cho thằng Ken nhà em uống canxi thường xuyên trong giai đoạn này đi, để cho nó phát triển chiều cao tối đa. Mà em thấy nha chị nhá, cái sản phẩm này ấy mà bác sĩ khuyên em thấy không bị táo bón mà cũng không bị nổi mụn luôn nhá. Vì nó là dạng canxi nano mà, nên cực kỳ dễ hấp thu. Khi mà kết hợp với vitamin D3, MK7 vào ấy thì lại tăng cường cái sự hấp thu canxi hơn. Thế nên là em không lo cái lượng canxi dư thừa gây ra là táo bón này, nóng trong này hay mụn nhọt gì hết. Chị, hôm trước chị sang nhà em để rủ em đi shopping đúng không? Hôm trước không đi được, hôm nay em bù nhá. Tâm lý thế. Đi, chị đi. Đi luôn, đi. Rồi. Ôi, sướng quá. Vâng, thưa chuyên gia, hôm qua trong chia sẻ của mình, chuyên gia có nói là để hỗ trợ giúp cho trẻ tăng chiều cao thì chúng ta cần phải bổ sung cho trẻ bộ ba dưỡng chất canxi nano, vitamin D3 và MK7. Tại sao cái bộ ba dưỡng chất canxi, vitamin D3, MK7 lại có một vai trò quan trọng như vậy để hỗ trợ trẻ tăng chiều cao ạ? Thì như hôm qua thì như tôi đã chia sẻ rồi, thì hôm nay cũng xin nhắc lại là như thế này. Chúng ta được biết là khi mà chúng ta bổ sung canxi, thì canxi nếu như không có vitamin D3 và MK7 thì canxi chỉ hấp thu được có 10% ở trong cơ thể thôi. Thế nhưng mà khi có vitamin D rồi, nếu như không có vitamin K2 thì canxi cũng chỉ hấp thu ở trong cơ thể có 40% thôi. Thế mà khi hấp thu được vào 40% như vậy thì chúng ta biết là canxi nó cũng không tự đi đến xương hay là đến những cái nơi cơ thể của chúng ta cần được, mà thường khi nó lại lắng đọng ở các cái nơi không cần thiết, ví dụ như lắng đọng ở hệ tiêu hóa thì gây tình trạng táo bón, lắng đọng ở hệ thận tiết niệu thì có cả gây tình trạng sỏi thận tiết niệu, rồi lắng đọng ở các cái mô mềm thì gây vôi hóa mô mềm, lắng đọng ở mạch máu thì gây sơ vữa động mạch. Thế hôm qua tôi cũng đã chia sẻ rất là dễ. Thế chính vì vậy cho nên là cái vai trò của MK7 tức là vitamin K2 á, thì nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng, nó như là cái người dẫn đường đưa canxi đến nơi cơ thể của chúng ta cần, đồng thời lại đưa canxi ra khỏi
những cái nơi cơ thể chúng ta không cần, để tránh những cái tình trạng tác dụng phụ của canxi mà thông thường chúng ta rất hay gặp. Đấy, thế thì chính vì vậy cho nên là, và cái quan trọng nhất là khi mà chúng ta bổ sung một mình canxi mà không có vitamin D3 và MK7 thì chỉ có 10% hấp thu được vào thì chắc chắn là không thể nào mà đạt được những cái mong muốn, kể cả về phát triển chiều cao cũng như là tất cả những cái vấn đề xương chắc khỏe đối với người cao tuổi cũng không là được. Thế chính vì vậy cho nên là cái bộ ba này nó luôn luôn gắn kết đồng hành cùng với nhau, cái nọ hỗ trợ tác dụng cái kia. Và chính vì vậy cho nên là tại sao mà khi chúng ta sử dụng bất cứ một cái sản phẩm bổ sung nào thì chúng ta phải luôn luôn nhớ là phải bổ sung đồng bộ rất nhiều các cái chất khác nữa, nhưng mà trong đó cái bộ ba này thì không thể thiếu được trong các cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe để giúp cho xương chắc khỏe cũng như là phát triển chiều cao ở trẻ. Thưa chuyên gia, ngoài cái bộ ba canxi nano vitamin D3 MK7 thì trẻ còn cần có những dưỡng chất nào nữa để mà có thể tăng cường phát triển chiều cao ạ? Và có cái sản phẩm nào mà có thể hội tụ đủ được tất cả những cái yếu tố để giúp cho trẻ có thể phát triển tốt nhất chiều cao, nhất là ở giai đoạn đầu đời và cái giai đoạn dậy thì ạ? Khi mà nói đến bổ sung các vi chất dinh dưỡng để giúp cho trẻ phát triển chiều cao ấy, thì đương nhiên là canxi, vitamin D và MK7 như tôi đã phân tích rồi thì rất là quan trọng rồi. Nhưng mà chúng ta được biết là trong thành phần cấu tạo của xương ấy, thì các cái khoáng chất canxi là nhiều nhất. Thế nhưng mà không phải một mình canxi, mà trong xương của chúng ta còn có rất nhiều các cái khoáng chất khác nữa. Ví dụ như là magie, boron, silic, thế rồi cho đổi tin, DHA, các thứ rất là nhiều các cái vi chất dinh dưỡng khác nữa, chứ không phải một mình canxi. Thế cho nên là khi mà chúng ta bổ sung, mà chúng ta chỉ bổ sung một mình canxi thì chưa đủ. Đấy. Tôi lấy ví dụ như là nếu như chúng ta bổ sung thiếu magie thì cũng không được, bởi vì là magie với canxi nó luôn luôn là có tác dụng hỗ trợ nhau rất là nhiều. Khi mà thiếu magie thì canxi cũng không hấp thu được vào trong cơ thể. Thế cho nên trong thành phần cấu tạo cho nên bắt buộc. Mà thông thường mà khi trẻ đã thiếu canxi thì thường hay kèm theo thiếu magie. Thế cho nên là bao giờ chúng ta cũng phải bổ sung cả magie, thậm chí còn phải bổ sung magie trước. Xong đó khi magie đủ thì nó mới có tác dụng tăng cường hấp thu canxi. Trong các cái vi chất dinh dưỡng nữa thì chúng ta còn nói đến mangan cũng thế, cũng là một trong cái vi chất dinh dưỡng rất là quan trọng, nó cũng có tác dụng tăng cường cái vấn đề hấp thu canxi, rồi tăng cường khoáng hóa của xương, nó cần nhiều các cái vi chất khác nữa. Hay là silic cũng thế, boron cũng thế, là những cái vi chất dinh dưỡng mà nó cũng có tác dụng vô cùng quan trọng trong cái vấn đề tăng cường hấp thu canxi vào trong cơ thể. Thế rồi kẽm nữa. Chúng ta được biết là những cháu bé mà bị thấp còi, thấp lùn chiều cao thì thông thường là thiếu kẽm. Thì kẽm là tham gia vào hơn 300 các enzyme chuyển hóa trong cơ thể, và trong đó nó cũng có những cái thành phần vô cùng quan trọng đối với phát triển hệ xương. Nó tăng tác dụng của vitamin D lên rất là nhiều. Thế chính vì vậy cho nên là khi bổ sung bao giờ chúng ta phải bổ sung thêm kẽm nữa, chứ nếu mà chỉ bổ sung một mình canxi không thì cái chiều cao của cháu cũng không thể cải thiện được. Thế rồi ngoài ra nữa còn những cái, một cái thành phần mà rất là quan trọng làm cho cái sụn tiết hợp nó dài ra, nó cốt hóa làm cho xương của trẻ mới dài ra hơn được á, thì cái sụn tiết hợp này thì nó lại chỉ phát triển khi mà có tác dụng có đủ cho choroitin. Thì cho choroitin là một cái chất mà tác dụng tăng cường phát triển một cái sụn tiết hợp làm cho xương của trẻ, các đầu xương nó dài ra nhanh hơn và giúp cho trẻ phát triển chiều cao tối đa nhất ở cái giai đoạn dậy thì và tiền dậy thì. Thế rồi ngoài ra là còn DHA nữa, cũng là một cái vi chất dinh dưỡng rất là quan trọng. Đương nhiên thì nó có nhiều trong thành phần của não bộ, nhưng mà trong xương thì DHA cũng đóng một vai trò rất là quan trọng. Thế chính vì vậy cho nên là khi trong cái thành phần thì ngoài canxi, vitamin D3 và MK7 là cái bộ ba quan trọng nhất mà chúng ta đã nhắc rất rất nhiều từ hôm qua đến giờ, thì trong cái thành phẩm nó còn cần rất nhiều các cái vi chất dinh dưỡng khác nữa. Và khi chúng ta bổ sung thì chúng ta phải bổ sung đồng thời. Đấy, boron, silic, mangan, magie, choroitin, rồi DHA, vân vân, thì nó mới phát huy tác dụng. Thế và hiện nay thì tôi thấy là trên thị trường ạ, thì cũng có rất nhiều các cái sản phẩm để hỗ trợ phát triển chiều cao của trẻ, nhưng một trong những cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà tôi thấy tâm đắc nhất đó chính là cái bộ phát triển chiều cao của công ty dược phẩm Vinta, tức là bộ phẩm sản phẩm Viptin tăng chiều cao cho trẻ. Thì trong cái bộ sản phẩm này thì luôn luôn có đầy đủ bộ ba vitamin D3, canxi nano và MK7, và bên cạnh đó thì luôn bổ sung đầy đủ những cái dưỡng chất rất là quan trọng, đó là mangan, boron, silic, DHA và choroitin. Và đặc biệt trong cái bộ sản phẩm này thì nó lại có những cái dạng phù hợp sản xuất cho phù hợp với từng lứa tuổi một. Đấy. Ví dụ như là trẻ bắt đầu từ 6 tháng cho đến 9 tuổi thì có dạng cốm là protein 1, protein 2. Thế rồi còn đối với protein 2 và protein 3 là dành cho trẻ từ 6 tháng cho đến 9 tuổi. Thế còn từ 10 tuổi trở lên cho đến 18 tuổi thì có viên uống protein, là cái dạng mà khi mà các nhà sản xuất người ta đã tính toán được cái hàm lượng về nhu cầu vitamin D cũng như là nhu cầu canxi và nhu cầu MK7 rất là phù hợp với từng lứa tuổi cũng như dạng uống phù hợp, thì tôi nghĩ đây là cái bộ sản phẩm mà có thể
có tác dụng, có đầy đủ những cái dưỡng chất rất là cần thiết như là tôi đã phân tích ở trên. Con nhà mình năm nay học cấp 2 rồi, cháu lớp 6. Nhưng mà thật sự thì cháu không được phát triển bằng các bạn cùng lớp, nhìn rất là nhỏ bé. Điều này thì mình rất là lo lắng, không biết làm thế nào cả để cho con phát triển một cách tối đa nhất có thể. Thì có cho con đi khám ở nhiều nơi, đến cả chuyên gia tư vấn rồi nhưng mà không có hiệu quả. Tình cờ có một bà chị đã giới thiệu cho mình sản phẩm, đó là viên uống tăng chiều cao Viptin. Cái đấy thì có chứa bộ ba như là vitamin D3, canxi nano và MK7 để giúp cho con phát triển một cách tối đa. Và mình rất là vui mừng, sau 6 tháng thì con mình đã cải thiện một cách rất là tốt. Con đã tăng size theo được 6 cm. Con đã cao lớn gần bằng các bạn ở trên lớp. Mà bây giờ con không thấy rụt rè hay là nhút nhát đứng với các bạn nữa. Con rất là thông minh và nhanh nhẹn. Điều này là mình rất là thích ở cái sản phẩm viên uống tăng chiều cao Viptin này. Mình sẽ tiếp tục cho bé thứ hai nhà mình sử dụng viên uống Viptin này để cho bé có một cái trí tuệ cũng như là cái thể lực, một cái chiều cao thật là tốt nhất. Canxi là một trong những dưỡng chất quan trọng để trẻ phát triển chiều cao và có tầm vóc lý tưởng. Theo nghiên cứu, 99% canxi nằm trong xương và răng, chỉ có 1% nằm trong máu và các tế bào. Bởi vậy, canxi cần được bổ sung và vận chuyển vào tận xương để đạt được hiệu quả cao nhất và tránh tác dụng phụ. Để bổ sung canxi hiệu quả, cần phải có sự hiệp đồng của vitamin D, MK7 tạo thành bộ ba canxi, vitamin D3, MK7. Vitamin D giúp hấp thu canxi vào máu. Nếu không có vitamin D thì canxi chỉ hấp thu vào máu được 10% và 90% còn lại sẽ lắng đọng ở ruột, thận hoặc đào thải ra ngoài. Nếu chỉ có vitamin D thì canxi cũng chỉ hấp thu tối đa được khoảng 40%. Do đó, để canxi được vận chuyển vào tận xương thì cần phải có MK7. MK7 là vitamin K2 duy nhất có nguồn gốc từ tự nhiên, đóng vai trò như người lái xe chở canxi từ máu vào tận xương, đồng thời kéo canxi đang dư thừa ở những chỗ không cần thiết để đưa đến chỗ cần là xương. Khi xương có đủ canxi thì xương sẽ luôn chắc khỏe, giúp cho trẻ nhỏ cao lớn nhanh và đạt chiều cao tối đa. Lượng MK7 cần cung cấp hàng ngày là khoảng 100 microgram để đáp ứng đủ nhu cầu giúp trẻ phát triển chiều cao tối đa. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Bộ sản phẩm Viptin giúp trẻ tăng chiều cao, giúp xương và răng phát triển chắc khỏe, cải thiện và hạn chế tình trạng còi xương, thấp còi, gãy xương và hư hỏng răng. Bộ Viptin hỗ trợ trẻ tăng chiều cao vượt trội nhờ chứa bộ ba canxi nano, vitamin D3, MK7 với MK7 nhập khẩu từ Nhật Bản, cùng đa dạng các dưỡng chất cần thiết cho xương, giúp hấp thu canxi vào tận xương, tránh tác dụng phụ do việc bổ sung canxi gây nên, giúp trẻ phát triển chiều cao tối đa. Bộ Viptin được khuyên dùng cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên với các dạng bào chế phù hợp cho từng độ tuổi và giai đoạn phát triển của trẻ. Cụ thể, Viptin hộp 20 viên uống dùng cho trẻ từ 9 tuổi trở lên, đặc biệt là giai đoạn dậy thì. Previptin 2 và Previptin 3 hộp 20 gói cốm dùng cho trẻ từ 6 tháng đến 9 tuổi. Viptin giúp trẻ tăng chiều cao tối đa. Nên sử dụng lâu dài kết hợp với chế độ sinh hoạt điều độ, tập thể dục đều đặn và ngủ đủ giấc để đạt hiệu quả cao nhất. Bác sĩ có thể tư vấn chúng tôi cái cách sử dụng của bộ sản phẩm tăng chiều cao Viptin để cho trẻ đạt chiều cao tốt nhất không ạ? Thế thì rất là nhiều năm nay rồi thì tôi thấy là cái bộ sản phẩm này đã giúp cho rất nhiều trẻ em Việt Nam của chúng ta cải thiện được cái vấn đề còi xương ở lúc nhỏ và cũng như là hỗ trợ cái phát triển chiều cao của trẻ khi ở tuổi trưởng thành. Thế thì bộ ba sản phẩm này thì có cái sản phẩm nó phù hợp với từng lứa tuổi của trẻ. Ví dụ như là bắt đầu em bé từ 6 tháng tuổi trở đi bắt đầu ăn dặm, chúng ta có thể bổ sung cái dạng cốm là Previtin 2 và Previtin 3. Nhất là đối với các cái cháu mà dưới 3 tuổi, 6 tháng đến 3 tuổi mà cái hệ miễn dịch còn non yếu thì chúng ta dùng cái Previtin 2 rất là tốt, bởi vì nó có ngoài cái bộ ba canxi, vitamin D3, MK7 cũng như các cái dưỡng chất thiết yếu khác thì nó còn có một cái nhóm chất thứ hai tăng cường sức đề kháng của trẻ. Đó là sữa non và cholesterol và cái immun alpha là hai cái thành phần mà tác dụng tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ. Thì với cái liều dùng là dùng từ 1 đến 2 gói một ngày và cái thời gian dùng thì chúng ta phải dùng, nếu có điều kiện dùng liên tục kéo dài thì tốt, còn nếu không thì chúng ta nên dùng thành từng đợt khoảng 3 đến 6 tháng. Đấy, mỗi năm mỗi đợt bổ sung khoảng 3 tháng, một năm cũng bổ sung khoảng 2 đợt. Thế là tốt nhất. Thế còn đối với bắt đầu trẻ từ 4 tuổi, 5, 6 tuổi trở lên thì chúng ta vẫn có thể dùng Previtin 2 cũng được nếu như cháu vẫn hay uống vặt, hoặc là chúng ta có thể chuyển sang cái cốm Previtin 3. Thì trong cái thành phần này thì nó có một điểm khác biệt nữa là nó ngoài bổ sung vitamin D3, canxi nano và MK7 thì nó còn có thêm một cái nhóm dưỡng chất đó là DHA, axit béo chưa no, để giúp cho cái vấn đề phát triển về thị giác cũng như là thị lực của trẻ. Bởi vì chúng ta biết khi mà trẻ bắt đầu đi học á,
thì những cái dưỡng chất này rất là quan trọng để giúp cho mắt của trẻ chúng ta thể ngăn ngừa được cái tình trạng cận thị, cũng như là giúp cho cái vấn đề ghi nhớ, cái bộ não của trẻ nó phát triển tốt hơn, giúp cho cháu học hành tốt hơn rất là nhiều và lại vẫn giúp cho trẻ phát triển chiều cao được đấy. Và cái liều dùng cũng vậy, thì đối với trẻ lớn hơn thì chúng ta dùng 2 gói một ngày, và cái thời gian dùng cũng vậy, chúng ta phải dùng tối thiểu một đợt khoảng 3 tháng và một năm dùng khoảng 2 đợt. Bởi vì là như tôi đã nói rồi, khi các bạn bổ sung những cái sản phẩm này thì thứ nhất là nó vì nó có bổ sung vitamin MK7 cho nên chúng ta không lo dư thừa canxi, và thứ hai nữa là canxi ở đây là dạng canxi nano cho nên là cái liều lượng bổ sung không cần nhiều nhưng mà lại hấp thu rất là tốt. Thế còn đối với các cháu bắt đầu từ tuổi dậy thì và tiền dậy thì, tức là khoảng từ 10 tuổi trở lên, thì chúng ta chuyển sang cái viên uống Vitin, và cái liều dùng là dùng từ 4 đến 6 viên một ngày, và cái thời gian cũng thế, chúng ta nên uống vào buổi sáng và buổi trưa, và cái thời gian dùng thì cũng tương tự như 2 sản phẩm kia, là các bạn cũng có thể nên cho các bé, các cái cháu dùng là một đợt tối thiểu là khoảng 3 tháng và một năm thì chúng ta dùng khoảng 2 đợt. Còn nếu có điều kiện chúng ta có thể dùng liên tục từ khi trẻ 10 tuổi cho đến năm 18 tuổi. Như vậy thì rõ ràng là với một cái chế độ dinh dưỡng cân bằng kết hợp với luyện tập thể dục thể thao và chúng ta bổ sung thêm cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe này nữa, thì tôi nghĩ đấy là một trong những cái giải pháp hết sức quan trọng để giúp cho các cháu có thể có một hệ xương vững chắc cũng như là phát triển một cái chiều cao tối ưu. Xin được cảm ơn chuyên gia với những chia sẻ ngày hôm nay. Thưa quý vị, như vậy quý vị đã thấy rồi, với những cái sự chia sẻ rất là kỹ của chuyên gia, quý vị hoàn toàn có thể yên tâm khi chúng ta ngoài cái việc mà sắp xếp cho con của chúng ta có một chế độ dinh dưỡng, một chế độ luyện tập thể dục thể thao, rồi có một cái cách sống khoa học lành mạnh, thì chúng ta có thêm những cái sản phẩm hỗ trợ rất là hiệu quả để có thể giúp cho con của chúng ta tăng chiều cao một cách tốt nhất, đúng không ạ? Rất mong là quý vị và các bạn, nhất là những quý vị đang nuôi con nhỏ, có thể thực hiện được cái mơ ước của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Và như thường lệ, số điện thoại của chúng tôi 1900 1259 trong giờ hành chính, 0896 509 509, sẵn sàng chờ đợi các cuộc gọi. Quý vị cũng có thể gửi thư tới hộp thư sốngkhoe@bacsitivan.vn hoặc truy cập vào trang web bacsitivan.vn. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi chương trình. Lời khuyên của chuyên gia về phương pháp giúp tăng chiều cao tối đa cho trẻ. 1. Chế độ dinh dưỡng từ thực phẩm. Cần bổ sung 4 nhóm: đường bột, đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. 2. Sử dụng sản phẩm hỗ trợ tăng chiều cao Vitin chứa bộ 3 canxi nano, vitamin D3, MK7 cùng các dưỡng chất cần thiết cho xương. Nên sử dụng liên tục, kéo dài để đạt hiệu quả tốt nhất. Chú trọng bổ sung tích cực sản phẩm này trong các giai đoạn vàng, đặc biệt là giai đoạn 0 đến 3 tuổi, tiền dậy thì và dậy thì. 3. Tăng cường luyện tập thể thao đều đặn, tập những môn thể thao phù hợp với lứa tuổi. 4. Đi ngủ sớm và đúng giờ. Vitin giúp tăng chiều cao tối đa cho tuổi dậy thì với bộ ba canxi nano, vitamin D3 và MK7.